Và hôm nay thì em sẽ làm một cái bài test để các bác xem được cái độ chân thật cũng như là đẳng cấp bức tranh này quý vị nha. Đây, quý vị có nhìn này, đây là chiếc điện thoại iPhone của em này. Và trên chiếc điện thoại iPhone này nó có chế độ nhận diện khuôn mặt đấy. Đấy, em bật chế độ chụp ảnh thì các bác có thể nhìn kỹ thấy là cái phần khuôn mặt ở cái trên màn hình này. Đấy, nó đang có những cái đốm vàng vàng ấy. Đó là điện thoại iPhone đã xác định được đây là cái khuôn mặt nha quý vị nhá. Đây là khuôn mặt người nhá. Chứng tỏ một điều là những cái bàn tay của những người thợ ở bên cơ sở em là đục chạm cực kỳ đẳng cấp. Những cái ông đây, những cái người dân này như là những người thật nên là điện thoại mới nhận diện được đây là khuôn mặt thật quý vị nhá. Để đấy, những cái khoanh vàng vàng khuôn mặt đấy. Quý vị thấy này, đẳng cấp không? Quá là đẳng cấp luôn. Đây, đây, đây. Nó có thể nhận diện được đây là khuôn mặt người. Đó, trên iPhone có thể nhận diện đây là khuôn mặt. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào bác nha. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày đầu tháng 4 năm 2021. Trong buổi chiều này thì bên xưởng nhà em xin trân trọng giới thiệu các bác là một bức tranh. Đây là bức tranh đồng quê, tranh tứ dân đấy. Thì bức tranh này thì có hiện tại là bên nhà em đang trong quá trình đục và sắp hoàn thiện đây. Chưa lồng khung vậy nhé. Nếu mà lồng khung thì bức tranh sẽ có kích thước là dài là 2m17 và cao là 1m17. Còn hiện tại thì là chưa có khung thì là chỉ có dài là 1m8 thôi. Đấy, khung là khung kép. Thì đây là hình ảnh tổng thể bức tranh thì quý vị này. Thì nhà em đang có trình đục chạm thủ công và lọng tay. Đây tổng thể đây. Thì đi vào giới thiệu chi tiết hơn một chút cho các bác xem. Đây. Đây là bức tranh tứ dân hay còn gọi là tranh đồng quê đấy các bạn ạ. Đây. Về trung tâm chính giữa bức tranh thì là một có cây đa cổ thụ ở đầu làng. Đây cây đa cổ thụ ở đầu làng. Đây là cái cổng làng các bác này. Đây là cổng làng này. Đó, cây đa cổ thụ này. Đó thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác từng chi tiết một về đây. Đây là hình ảnh cây đa. Thì đây là một tấm gỗ dày 7 cm và được đục thủng và kênh bong. Đây quý vị thấy được à. Ở kênh bong đây là cái rễ cây đa quý vị nhá. Cái rễ cây đa nó đang buông nữa và em có thể luồn cả tay được đây. Kênh bong. Quý vị này. Những cái lá đa này hay là những cái thân cây đa này. Những cái thân cây đa này thì rất là cổ thụ và những cầu kỳ. Đây. Quý vị này rất là cầu kỳ đây. Quý vị này. Bên trên này là em sẽ giới thiệu một từ cái cổng làng này. Đây, đây là cổng làng. Cổng làng cổ truyền truyền thống của người Việt Nam đấy. Bên trên này có những cái chú chim nhỏ đây. Đây là những cái ngọn đồi. Đây, đây là đi từ đằng ấy lại này. Bên dưới là có những cái em bé. Những em bé này đang tung tăng và nô đùa. Đục những cái cậu bé hình rất là có hồn, rất là giống người thật quý vị nhá. Đây. Bên dưới này thì là có một anh là bác nông dân đấy, đang quăng chài thả cá đây rất là sinh động. Đây là có một đàn vịt này, một đàn vịt dưới cái ao này. Đây bên này thì lại một bác khác là đang úp nơm là đang bắt tôm nhá. Đó quý vị này. Đó, tiếp theo ra đằng này nữa thì là cũng có hình ảnh của những cái người nông dân khác. Đây hai bác này là đang vác cuốc ra đồng quý vị này, đang vác cuốc ra đồng này. Bên này thì là có vài người dân này đang cấy lúa, đang cấy lúa đây, đang cấy lúa như là mò tôm bắt tép thôi, rất sinh động này. Bên trên thì lại có hình ảnh một một bác nông dân này đang cày, đó, đang cày em chú trâu rồi, đây, đang cầm roi đánh một con trâu, con trâu này đang kéo một cái bừa đây nha quý nhá, đây là bừa, đây là bừa ruộng này, đó, đang làm nông này. Đây là cái phong cảnh của nông dân ở vùng quê ở Việt Nam quý vị nhá. Phong cảnh nông dân ở quê ở Việt Nam rất là sinh động, rất là sinh động đây. Ở bên trên này thì là có những cái mây núi này, hay là những mặt trời này, mây núi này. Em sẽ đi ra xa và quay lại một lần nữa tổng thể bức tranh cho các bác xem. Tổng thể bức tranh đồng quê, tranh đồng quê tứ dân đấy, nó rất là đẹp và chất liệu gỗ vụ dày 7 cm, đục chạm cây bong, kích thước là dài 2m17, cao là 1m17. Đó, quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng 8 nhé. Xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Tổng Khiêu, Thọ. Đây, sẽ lướt một lần nữa chi tiết cho quý vị xem. Thì hiện tại là bức tranh này nhà em là đang sửa tay quý vị ạ. Đang sửa tay hoàn thiện nốt những bước cuối cùng. Đây, quý vị này. Đây, hiện tại những cái đục này đang mài rất là sắc và nhà em đang sửa và đào kênh nó lên. Đó, tỉa tách lại quý vị ạ. Ok mọi người nhá, mọi người có nhu cầu thì liên hệ với thông tin trên màn hình. Số điện thoại là 0987 5086. Website là đồ gỗ tùng8.com. Ok mọi người, rất là đẹp.